sự mới mẻ trong tháng mới. Vâng, tháng mới này thì em tổng kết rồi. Hôm nay em có một sự rất mới mẻ. Thế là bây giờ hôm nay thì em vừa cập nhật được một mẫu hàng mới. Em muốn chia sẻ đến các bác nhằm đáp ứng được cái mã hàng cực kỳ hiếm các bác, và cho anh em sự kiện. Đấy là một cục đầy công suất, đầy công suất chạy mạch class TD, nguồn xung cực kỳ nhẹ. Và các bác đã dùng cái sản phẩm 10.000 quy BVDF, BVK nhá, BVK TP 10.000 quy thì các bác đã biết chất âm của nó rồi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác y hệt như thế, một mã hàng bãi mới về bên nhà em. Vâng, các bác theo dõi tiếp đây. Và đây, đây, em sẽ hướng máy quay về con đẩy này, em giới thiệu cho các bác đây luôn. Đây, cực kỳ hot, cực kỳ mới, vừa cập bến bên Nghĩa Audio các bác nhé. Đây, cực kỳ mới nhá. Đây, các bác có thể xem em mổ ra rồi, các bác xem. Và con này có mã thương hiệu đấy là DH Audio P224, đẩy 2 kênh các bác nhá, công suất 2400W, đánh ở chế độ 8 ohm. Tức là các bác mà đánh ở chế độ 4 ohm thì công suất nó nhân đôi lên. Và các bác đánh cái này là, cái này là dùng cho anh em sự kiện đánh súc kép côn 125 cực kỳ là chất. Bao không đánh hay không lấy tiền các bác nhá. Và đây, bên trong của em nó. Đây em ơi, cho gần máy quay ở đây cho anh cho các bác xem này. Con này thì cực kỳ hiếm, kỳ hot các bác nhá. Hàng vừa về, hiếm, hàng nguyên bản zin, nguyên zin luôn. Em gần lại đây cho các bác xem. Đây các bác xem cái mạch class TD của con 10.000 quy thế nào, thì con này y hệt như thế luôn. Đây, cực kỳ nhẹ các bác. Công suất thì cũng, công suất so với cái trọng lượng thì chênh nhau nhiều quá. Công suất rất mạnh. Đây xem nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 24 tụ, 24 con tụ. Với bên này, đây là bên này là nó bổ trợ lọc tiếng rồi, bảo vệ mạch nguồn thôi. Tụ bên này là để tụ lọc tiếng khi mà các bác cắm vào kích lên. Còn bên này là thực chất là công suất của nó chạy này bằng tụ, tụ 1000V mà lại 200V các bác. Nếu mà các bác giỏi về vật lý thì các bác tính được cái này, tính ra điện trở cực kỳ lớn. Tại sao em nói như thế thì cái công suất này thì nó phụ thuộc vào giữa cái hiệu điện thế. Đấy, hiệu điện thế càng lớn điện trở càng lớn. Cái này tí lệ thuận nhé, không phải tí lệ nghịch các bác nhá. Đấy, 24 sò, 24 tụ 1000V. Các bác thấy những con khác thì nó rất chi là lớn, 10.000mi, 15.000mi, nhưng mà nó có 80V thôi, mà tụ này thì là 200V. Đấy, tỷ lệ thuận luôn nhá, 200V thì công suất cực lớn, đánh ở điện trở nó tăng cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ sướng. Đây, các bác đã dùng cái con 10.000 quy thì con này cực kỳ là chất như thế luôn, tiếng cực kỳ sáng, cực kỳ hay. Mà mấy bác bây giờ đi làm sự kiện đấy thì điện cho em ấy thì bảo là em ơi, bây giờ anh có tuổi rồi em ạ, anh hay đau lưng lắm. Đây là cái cách giải quyết cho các bác này, công suất thì lớn mà trọng lượng này lại không lớn, dễ. Đây em cho sáng hơn cho các bác xem. Đây sò nó này, nó không được sáng như là hàng mới nhưng mà rất chi là đẹp, nguyên zin. 2, 4, 6, 8 là 16 sò một kênh. À, đây em xem sò gì không? Sò NJVK đúng nguyên bản của con 10.000 quy các bác nhá. Hàng này thì về số lượng không được nhiều các bác. Nhà em được có hơn chục con đâu. Đấy các bác nhanh tay gọi điện để đặt hàng. Không lại hết lại bảo là ui chúi không bảo anh. Đấy. Các bác nhớ gọi điện sớm để đặt hàng nhá. Đây. Sò này là sò NJV đúc. NJV kép thì giống con 10.000 quy đấy em. 21194 anh em ạ. Đấy. 21194 thì giống như con 10.000 quy mình hay bán bình đám đây. Đây, toàn bộ nội thất nha anh em nhé.
cực kỳ đẹp, nguyên zin nha các bác nha, từng mối hàn luôn, chưa sửa chữa nhá. Và em bật mí công khai, giá của em này em đang bán là bên Nghĩa Audio là bán chưa bao phí ship 12.500.000 các bác nhá. Giá 12.500.000 chưa phí ship. Tức sẽ có những lô hàng lên xuống một tí xíu, nhưng mà em chưa bao ship 12.500.000 các bác. Đấy, anh em thợ lấy số lượng thì gọi điện đặt lô, em bán lô, bán hết lô. Còn các bác mua lẻ thì đây. Đây là phía sau của anh em. Đây các bác đúng không sai luôn. Các bác đã dùng cái con 10.000 quy thì đằng sau nó như thế luôn. Đây đằng sau mạch vàng đồng cực kỳ đẹp. Đấy. Đây là những cần gạt để các bác đánh ở những chế độ. Đây có hướng dẫn hết rồi, rất rõ nét. Đây, đánh ở chế độ 195V này, 170. À con này là cực kỳ hay các bác này. Đánh ở rất nhiều chế độ vôn khác nhau này. Tức là khi mà cho ra điện trở đánh được rất nhiều loa này các bác ạ. Đấy, cực kỳ hay đấy bác ạ. Hiếm lắm, còn không có con nào như thế này. Ít con lắm các bác ạ. Con 10.000 quy nó cũng không tích hợp. 10.000 quy cải tiến rồi, con này em thấy cực kỳ hay này. Đối với em thấy cực kỳ hay đấy. Đấy, đánh được rất nhiều loa đây. Đấy, nhiều chế độ vôn này, tức là ở nhiều chế độ điện trở này. Rất nhiều chế độ để cho các bác đánh nhiều loại loa khác nhau này. Loa 50, loa 40. Đấy, full đơn, full kép, súp đơn, súp kép này các bác nhá. Anh em sự kiện làm thì cực kỳ rồi. Các bác mà dùng gia đình thì không phải chê rồi. Đấy, đấy và sau đây em sẽ test qua cái chất âm cho nó. Em đang đấu với loa sẵn rồi, đánh chất mộc cho các bác nhá. Và em như em đã nói thì đánh cái loa 30 này nó không đã, không tốt của nó đâu. Tiếng nó không được sâu lắm các bác. Các bác phải đánh 40 với 50 cơ. Mà em đang đấu 3 cặp này mà bát nó không lên, đánh nó không sướng bằng đánh 40 50 đâu. Tại vì công suất cực kỳ khủng các bác nhá. Đây, em đang đấu sẵn rồi. Đây em đánh chất mộc không? Đánh như thế mà mới có hai điện là nó nháy rồi. Cái này đúng thực chất của nó, chỉ đánh đôi full 40 kép hoặc 50 dành cho súp hoặc loa sân khấu, đánh mới sướng các bác. Và mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ qua số điện thoại 0934573743. Các bác liên kết với bạn Zalo hoặc là Facebook qua số điện thoại đấy cho em luôn. Và các bác truy cập vào trang web audio.com. Vâng, hôm nay sự mới mẻ của em thì em giới thiệu đến các bác. Và hẹn các bác vào video tiếp theo. Những sản phẩm bên em sẽ cập nhật đến các bác. Chào các bác.